Dạ vâng, xin chào toàn thể anh em làm thợ săn bẫy trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video để giới thiệu cho anh em là về cái mẫu cạm 16 cm phục vụ cho anh em là bẫy những con chồn, con thú từ 8, 9, 10 kg đổ xuống nhà em đang cung cấp ngoài thị trường. Thì cũng giới thiệu cho anh em là cam kết cho anh em, đảm bảo cho anh em là hoàn toàn là loại một nhé. Đảm bảo cho anh em là hoàn toàn 100% bằng thép lá. Đây anh em sử dụng, anh em thấy này. Đấy, tất cả 10 cái như cả 10 nhé. Đấy, anh em thấy này. Đây này em đang xếp ra để đóng đi cho khách. Thì cũng giới thiệu cho anh em là khi mà anh em mà đặt hàng ấy thì em sẽ xếp hết ra như này. Và em sẽ chọn lựa kỹ càng từng cái một nhé. Đảm bảo cho anh em là không lỗi một chút gì. Đấy, về anh em nhận hàng, khi mà đặt hàng bên em là anh em luôn luôn là được nhận hàng này, kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu thì anh em mới phải thanh toán. Ngoài ra thì anh em không phải đặt cọc trước 1.000 nào cả. Kể cả như anh em đặt số lượng nhỏ 5-10 cái em vẫn gửi bình thường, hoặc là 100-200 cá thì em vẫn gửi bình thường và không nhận tiền cọc của anh em nhé. Đấy, anh em đặt cọc là không, em không nhận. Đấy, khi mà anh em nhận hàng là anh em kiểm tra thấy ok thì anh em mới trả tiền, còn nếu mà không ok anh em trả lại bên em và không mất 1.000 tiền cước nào. Đấy là về cái mẫu cạm mà đây là cách đặt hàng bên em. Thì cũng giới thiệu cho anh em là nhà em thì cung cấp từ cái mẫu số cạm 9 phục vụ cho anh em là bẫy chuột đồng, đến cạm 12, 14, 16, 18, 22, 25 và 33. Đấy, anh em mà có nhu cầu mua thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đang tải lên nhé. Và không để anh em chờ đợi lâu thì em xin giới thiệu chi tiết cho anh em về cái mẫu cạm 16 này và em sẽ báo giá ở phần cuối video. Anh em mà quan tâm thì anh em hãy xem hết cái video này. Thì khi mà mua cạm bên em thì nhà em đã đều làm cho anh em là cái bàn đạp tôn xanh như này rồi. Đều làm bàn đạp tôn xanh cắt CNC rất là tròn như này để đảm bảo cho anh em mà vài anh em chỉ việc sử dụng thôi. Ngoài ra thì nhà em cung cấp cả dây phanh, dây thắng xe đạp loại to để đảm bảo cho anh em là anh em sẽ buộc vào cạm và buộc vào một chỗ cố định thì để đảm bảo là con thú nó sẽ không tha được cạm của mình đi. Và đây là anh em thấy này. Đấy, anh em thấy nhé, quan sát trên màn hình đây là 2, 4, 6, 8, 10 cái. Đấy, đẹp như cả 10 nhé. Cái cạm kiềng loại một thì anh em phân biệt rất là dễ. Đấy, cái đầu tiên là anh em thấy này, cạm rất là bóng. Đây, cạm rất là bóng nhé, cạm rất là bóng này. Và cái thứ hai là rất là tròn vành. Đấy, rất là tròn vành. Cái thứ ba là răng rất là khít. Và cái thứ tư bản răng rất là to và cạm rất là dày. Đấy, 10 cái như cả 10 anh em nhé. Đây anh em nhờ. Đây. Đấy, anh em thấy này. Đấy, em sẽ quay gần vào một chút cho anh em cùng tham khảo này. Đấy, răng rất là khít, bản răng to, cạm rất là tròn vành nha. Đấy, cạm rất là bóng nhá. Đây là về phần tai da cạm. Đấy, lỗ sỏ dây thắng. Thì anh em về thì anh em chỉ việc là anh em sẽ gài lưỡi vào như này. Đấy, anh em sẽ gài lưỡi vào như này nhé. Và anh em sẽ cái này là đánh đường đi. Đấy, đánh đường đi nha, anh em chỉ việc là gài vào và anh em sẽ đào hố và anh em sẽ để lên và anh em ngụy trang. Thì khi mà con thú thì nó sẽ đi vào thì nó sẽ sập, đảm bảo cho anh em là không bao giờ là đã sập rồi là đảm bảo là không bao giờ là bị sổng mất của anh em. Đấy, cạm rất là đẹp như này, anh em thấy này, 10 cái như cả 10 nhé. Đấy, răng rất là khít, bản răng to, cạm rất là tròn vành, cạm rất là bóng như này nhé, anh em thấy này. Đây lỗ sỏi dây thắng này. Đấy là về cái mẫu cạm mà 16 cm. Em xin nhắc lại là cái mẫu cạm này là phục vụ cho anh em là đánh những con chồn, con thú từ khoảng 8, 9, 10 kg đổ xuống, thì có thể là hơn 10 kg thì anh em vẫn bẫy được bình thường. Đấy, ngoài ra thì nhà em còn có cả bẫy chuột đồng này, bẫy 12, bẫy chuột đồng là bẫy 9, còn bẫy 12 là bẫy chồn nhỏ, bẫy 14, bẫy 16, 18, 22, 25 và 33. Anh em mà có nhu cầu mua thì anh em cứ alo trực tiếp cho em nhé. Còn là bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các video lần sau.